Thánh Gioan là tiếng, Đức Kitô là lời. Trích bài giảng của Thánh Âu-tinh giám mục. Thánh Gioan là tiếng, còn Chúa ngay từ thuở nguyên thủy đã là lời. Thánh Gioan là tiếng trong thời gian, còn Đức Kitô ngay từ lúc khởi đầu đã là lời vĩnh cửu. Bỏ lời đi, tiếng còn là gì? Ở đâu không có gì để hiểu thì chỉ là tiếng vang trống rỗng. Không có lời, tiếng chỉ đập vào tai chứ không cảm hóa được tâm hồn. Tuy nhiên, chúng ta hãy quan sát diễn tiến sự việc xảy ra trong tâm hồn khi tâm hồn được tác động. Nếu tôi nghĩ đến điều tôi nói, thì lời đã có trong tâm hồn tôi. Nhưng nếu tôi muốn nói với bạn, thì tôi phải tìm cách chuyển vào tâm hồn bạn điều đã có trong tâm hồn tôi. Như vậy, khi tìm cách làm thế nào để lời đã có trong tâm hồn tôi chuyển đến bạn và ở lại trong tâm hồn bạn, tôi dùng tiếng, và bằng tiếng ấy tôi nói với bạn. Âm của tiếng chuyển tới bạn ý tưởng của lời, và khi âm của tiếng đã chuyển tới bạn ý tưởng của lời rồi, thì chính âm đó qua đi, nhưng lời do âm chuyển đến bạn thì vẫn ở lại trong tâm hồn bạn mà không rời bỏ tâm hồn tôi. Khi lời đã chuyển tới bạn, phải chăng âm của tiếng có vẻ như tự nhủ, người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi? Âm của tiếng đã vang lên để hoàn thành công việc được giao phó, rồi ra đi như muốn nói, niềm vui của tôi đã được trọn vẹn. Ta hãy giữ lời lại, đừng bỏ mất lời đã thấm nhập tận đáy lòng ta. Bạn có muốn thấy tiếng qua đi và lời của Thiên Chúa tồn tại không? Phép rửa của ông Gioan đâu rồi? Phép rửa ấy đã hoàn thành nhiệm vụ và đã ra đi. Giờ đây, người ta tìm đến phép rửa của Đức Kitô. Mọi người chúng ta tin vào Đức Kitô, trông chờ ơn cứu độ trong Đức Kitô, đó là điều do tiếng làm vang lên. Vì khó phân biệt được tiếng với lời, nên người ta đã tưởng chính ông Gioan là Đức Kitô. Tiếng được coi là lời, nhưng tiếng đã tự nhận biết mình để khỏi xúc phạm đến lời. Tiếng ấy nói, tôi không phải là Đấng Kitô, không phải là ông Elia, cũng không phải là ngôn sứ. Người ta hỏi lại, vậy ông là ai? Ông đáp, tôi là tiếng của người kêu trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Chúa. Tiếng của người kêu trong hoang địa là tiếng phá tan sự im lặng. Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, có nghĩa là tôi chỉ vang lên để đưa Chúa vào trong tâm hồn, nhưng người sẽ không ngự đến nếu bạn không dọn đường. Vậy, hãy dọn đường là gì nếu không phải là hãy khẩn nài cho cân xứng? Hãy dọn đường là gì nếu không phải là hãy suy nghĩ cách khiêm tốn? Chúng ta hãy học gương khiêm nhường của ông Gioan. Được coi là Đấng Kitô, ông quả quyết mình không phải là người như người ta nghĩ. Ông không lợi dụng sự lầm lẫn của người khác để tự đề cao mình. Nếu ông nói, tôi là Đấng Kitô, người ta sẽ dễ dàng tin ngay, bởi vì trước khi ông nói, người ta đã tin như thế rồi. Ông đã không nói điều đó như đã tự nhận biết mình, biết vị trí của mình và đã hạ mình xuống. Ông đã thấy ơn cứu độ ở đâu, đã hiểu rằng mình chỉ là ngọn đèn và sợ ngọn đèn phụt tắt vì luồng gió kiêu căng.